4 thành viên nhóm cực hữu Proud Boys bị kết tội. Bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội các bị cáo Ethan Nordin ở Washington, Joseph Bush ở Florida, Zara Giraffe ở Pennsylvania và Charles Durohol ở North Carolina. Vì những người này đã khuyến khích các thành viên trong nhóm cực hữu Proud Boys biểu tình ở thủ đô Washington trong ngày 6 tháng 1. 4 người vừa nêu đều là thủ lãnh của các chi nhánh Proud Boys ở 4 tiểu bang nơi mà họ sinh sống. Bản cáo trạng vòng thứ 6 cũng cho thấy 4 thành viên Proud Boys đã tìm cách thu thập các vũ khí, sau đó được sử dụng cho cuộc tấn công tòa nhà quốc hội. Họ cũng tháo dỡ các hàng rào bảo vệ tòa nhà và liên lạc với nhau qua các chương trình nhắn tin được mã hóa. Proud Boys, nổi tiếng là nhóm bảo thủ cực đoan, luôn xuất hiện trong các cuộc biểu tình phản đối chiến thắng của ông Joe Biden và cáo buộc gian lận bầu cử.